Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên robot. Thưa các bạn, cứ tối đến là chúng ta lại gặp nhau xung quanh những đôi loa đẹp. Thì hôm nay tôi tiếp tục khui hàng thì thấy rằng có hai đôi loa, tuy rằng cái giá trị của nó rất là bình thường, có thể nói rằng hai đôi loa ở tầm thấp, thế nhưng mà nó đẹp quá, cho nên là lại khoe hàng, khoe với anh em. Giới thiệu với các bạn, hôm nay của tôi có trong tay hai cặp loa Bô 301 Series 2 thôi nhé. Hai cặp loa này thì Ngọc Khánh đang bán ra với cái giá là chỉ có 7 triệu cho một cặp thôi. Thế nhưng mà nó đẹp lắm. Chúng ta xem này. Cặp thứ nhất. Các bạn nhìn nhé. Thành quách vuông vắn. Góc cạnh đẹp. Đặc biệt là tem thì cực kỳ đẹp. Tem chưa hề bạc một tí nào cả. Phải nói là cặp loa này được người chủ cũ bảo quản trong một cái môi trường rất là tốt. Đẹp lắm. Bên ngoài thì chắc là miễn chê rồi. Thành quách vuông vắn, sức sát cũng ít thôi. Nào chúng ta xem đến những cái điểm trừ đã. Cặp loa này chỉ có duy nhất một điểm trừ. Đó là người chủ cũ đã bắt một cái giá treo. Thế cho nên là có 4 cái lỗ ở đằng sau. Đấy, tôi đã lấp đi rồi. Chiếc này cũng thế. Tôi đã lấp nó đi. Đây có lẽ là điểm trừ lớn nhất của cặp loa này. Chúng ta xem đến tuyến loa. Hai loa bass đều vẫn còn rất đẹp. Loa bass dưới này. Loa bass trên này. Loa bát trên chỗ cái rốn này nó có một cái vết như là kiểu như là nó gạch gì đó, nhưng mà vẫn rất ok. Quan trọng nhất là màng loa chưa hề dập gãy. Đây là cặp loa chắc là được sản xuất vào khoảng những năm từ năm 86 đến năm 88. Thế cho nên là tép của nó là tép trần. Tép trần rồi. Cả bốn cái tép này ấy đều nguyên bản và còn rất là nuột, chưa hề rời ra khỏi cái thùng loa. Đó, chúng ta thấy chưa? Tép trên cũng vậy. Vẫn phẳng phiu lắm. Gân loa thì đương nhiên rồi. Gân loa này tôi vừa mới thay xong, chúng ta yên tâm dùng. Mấy chục năm rồi thì cái gân nó mục là chuyện bình thường. Tuy nhiên trong hai đôi thì đôi này lại là đôi xấu. Đôi này mới là đôi đẹp hơn này. Chúng ta nhìn này. Góc cạnh vuông vắn nuột nà, chưa có một tí vết gì hết. Tem cực kỳ mới. Nó quý thế chứ nị. Đây chúng ta nhìn này, tem vẫn là màu nguyên bản, chưa hề bạc. Thông thường thì những cái cặp loa Bô 301 Series 2 này nó cũng lâu năm rồi, thì thường thường cái tem nó bạc, nó trắng. Thế mà hai cặp này phải nói là được giữ trong một môi trường cực kỳ tốt. Ở cặp này, tuyến loa thì hai loa bass, có lẽ là phải nói rằng nó mới thì mới đúng. Bát trên này, bát dưới này, nó hơi bẩn chút thôi nhá. Để lấy cái chổi phẩy đi cái là hết. Bốn cái loa tép cũng chưa hề rời ra khỏi thùng, còn rất là nuột nà. Đó, chúng ta thấy chưa? Trên góc độ quan điểm cá nhân thì tôi thấy rằng cặp này đẹp hơn. Mặc dù xét về tuổi đời thì cặp này chắc chắn là ra đời trước cặp kia, bởi vì tôi thấy cái tép ở đây là tép bọc. Như vậy cặp này sản xuất trong khoảng từ năm 1983 đến năm 1986. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ rằng cái chênh lệch mà một vài năm tuổi đời nó không quan trọng bằng cái chất loa, nó vẫn còn đẹp.
Thế cho nên là nếu mà tôi thì tôi thấy rằng cặp loa này đẹp hơn, nuột nà hơn, các cái tuyến loa nó chưa hề có một cái tì vết gì cả, rất rất đẹp. Thế cả hai cặp loa này thì hiện nay Ngọc Khánh đang bán đồng giá là 7 triệu một cặp thôi. Nên anh em có nhu cầu thì xin mời liên hệ với Ngọc Khánh theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.